Ngày 22 tháng 4 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhà nước tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của nhà đầu tư, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người lao động trong doanh nghiệp, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế và dân sự, nhưng xử lý nghiêm những người vi phạm pháp luật theo quy định để bảo đảm, bảo vệ những người làm ăn chân chính, tuân thủ pháp luật và có trách nhiệm với cộng đồng, với sự phát triển chung. Vừa qua, các cơ quan đã khảo sát, lắng nghe ý kiến các doanh nghiệp để triển khai các biện pháp cụ thể liên quan tới giảm, giãn, miễn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất cho doanh nghiệp và chính phủ. Thủ tướng đang tiếp tục quyết liệt chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước có các chính sách tiền tệ trong một vài ngày tới về khoanh nợ, giảm nợ, giãn nợ, gia hạn nợ. Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt được đối tượng dùng súng cướp ngân hàng trên đường Đống Đa, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Qua điều tra, công an xác định nghi phạm là Lê Phú Cao, 32 tuổi, trú xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đại tá Nguyễn Văn Tăng, phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an Đà Nẵng, đối tượng bị bắt giữ vào tối ngày 21 tháng 4 khi đang ở tại một phòng trọ trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Số tiền bị cướp ban đầu được xác định hơn 400 triệu đồng và một điện thoại của nhân viên ngân hàng. Trước đó, trưa ngày 20 tháng 4, đối tượng này cầm súng roi điện đi vào chi nhánh ngân hàng trên đường Đống Đa, uy hiếp nhân viên yêu cầu đưa tiền. Thế vậy, bảo vệ ngân hàng đã bấm công tắc cửa cuốn đóng lại và ra báo động. Tuy nhiên, đối tượng nhanh chóng lấy tiền, chui qua cửa và lên xe máy để tẩu thoát. Lúc này, ngân hàng không có khách, chỉ có 6 nhân viên đang làm việc gồm cả bảo vệ. Ngày 21 tháng 4, cả nước có thêm 2.474 ca mắc COVID-19 và tiếp tục không ghi nhận bệnh nhân tử vong. Trước nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam cho biết, dù số ca mắc có gia tăng, nhưng khả năng dịch bùng phát lớn, gây quá tải cho hệ thống y tế hay số ca tử vong tăng mạnh như đợt dịch ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh phía Nam vào năm 2021 là khó xảy ra. Bởi hiện biến chủng phụ dù lây lan nhanh nhưng vẫn là biến thể của chủng Omicron, chủ yếu gây bệnh nhẹ, không gây ra triệu chứng nặng. Tuy nhiên, ngành y tế cần đánh giá lại nguy cơ của COVID-19, xem liệu có xuất hiện biến chủng mới nguy hiểm, gây diễn biến nặng, các triệu chứng nguy hiểm hay có thể vô hiệu hóa vaccine chúng ta đang sử dụng hay không. Từ đó có cảnh báo cho người dân, đưa ra các phản ứng phù hợp để chủ động trong công tác phòng chống dịch. Liên quan đến vụ việc một cảnh sát giao thông và hai người dân bị xe đâm tử vong vào sáng ngày 22 tháng 4, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, lực lượng chức năng đã tạm giữ hai đối tượng ngồi trên ô tô. Danh tính hai đối tượng này chưa được tiết lộ. Trước đó, chiều ngày 21 tháng 4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đoạn đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô lưu thông với tốc độ nhanh, chạy về hướng thành phố Hồ Chí Minh có nhiều biểu hiện khả nghi. Cảnh sát giao thông thuộc Công an huyện Đức Hòa đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành, tông thẳng vào lực lượng chức năng để bỏ chạy. Sau đó, chiếc ô tô tiếp tục tông vào một số phương tiện giao thông lưu thông trên đường rồi lật nghiêng. Vụ việc đã làm thiếu tá Nguyễn Thanh Hào, công tác tại đội cảnh sát giao thông Công an huyện Đức Hòa và hai người dân tử vong. Theo ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, Nam Bộ có nắng nóng diện rộng, Tây Nguyên nóng cục bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo diễn biến nắng nóng trong hôm nay và ngày mai, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất, phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày 24 tháng 4, nắng nóng sẽ dịu dần ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng ở Nam Bộ còn có khả năng kéo dài. Theo hãng tin Reuters, do không đạt được thỏa thuận với chủ doanh nghiệp về mức thù lao tăng thêm trả cho người lao động, nghiệp đoàn Verdi đã kêu gọi các thành viên tham gia cuộc đình công lớn tại nhiều sân bay ở Đức trong hai ngày 20 và ngày 21 tháng 4.
cuộc đình công được cho là sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông hàng không ở Đức. Hiệp hội sân bay ADV cho biết, những cuộc đình công gây ảnh hưởng tới khoảng 700 chuyến bay tại 3 sân bay lớn ở Đức, gồm Hamburg, Düsseldorf và Cologne, trong đó sẽ có hơn 100.000 hành khách bị chậm hoặc hủy chuyến.